tháng 11 năm 2021 đây nha cả nhà. Thì đây, bé Quyền. Xin chào cả nhà, chào những vị khán giả của gì Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Hôm nay con đồng hành với anh Tịch Thiên đi hỗ trợ cơ oxy ngôn cho cả nhà. Vẫn là những chuyến xe về đêm, vẫn là chuyến xe không đồng hỗ trợ oxy, mang sự sống và hơi thở đến cho bà con khó khăn trong mùa dịch này. Thì hiện tại hai anh em đang đi lên Hóc Môn hỗ trợ một cây oxy. Thì Tịch Thiên cũng không biết mới cái hoàn cảnh gia đình này như thế nào, thì để coi chú bị sao thì hai anh em sẽ lên chợ và đo HPO2 và coi tình trạng sức khỏe của chú. Nếu được thì phiên gia đình đưa chú đi bệnh viện nha cả nhà. Còn nếu mà ấy thì nếu mà bình thường thì cho thở oxy, còn nặng quá thì khuyên gia đình nên đưa vào bệnh viện tốt hơn. Rồi, con mời cả nhà theo dõi hành trình đêm nay của hai anh em con và bé Quyền nha cả nhà. Địa điểm là dịch ngay chỗ dịch vụ nhà đất gì nè. Nhà đất đúng không? Đúng rồi Phú Phương gì nè. Gọi Phương đúng. Nam, Phương Nam. Đâu? 61 Phương Phương Nam. Đấy là mình đường mình chỉ nghe. Nguyễn Thị Sáng. Alo. Bây giờ anh ra đường anh đón em đi chứ anh nói gì cho em biết được. Đứng này đâu đây anh đang ra đó. Đúng rồi, từ ngày tiên chót thôi. Đúng rồi, đứng đậu đi. Tự
Dạ. Đột quỵ xong rồi kèm với xuất huyết bao tử nữa. Bệnh nền nhỉ. Chích con mũi nước xiêm đó. Dạ. Xong rồi thời gian sau tầm chích quá liều. Lúc không, ý nói là cái lúc vaccine đó, cái lúc chích vaccine cắt cha đấy, sau này ấy dần nó chuyển sang yếu. Chú có bệnh gì không? Có, trước có bệnh lý nền. Bệnh lý nền, bệnh gì? Cao huyết áp. Cao huyết áp. Không có bệnh gì hết á, ổng không có tiểu đường, không có gì, chỉ có cao huyết áp. Là đi đa lần, đúng lần á hả, 230 chích nửa hổng. Ra ngoài trung tâm y tế rồi rất luôn á. Dạ. Cái chích, cái nó chích cái về cái đau 10 ngày sau cái là kiểu người nó mệt mệt hơn là hết giãn cách này là đang đi làm đỡ rồi mà đi bữa mười giờ mười ba mười còn đi đang đi làm bữa 18 10 hết bữa 18 10 đang đi làm nó dễ nghe ấy đưa vô bệnh viện 15 cái ngày trước ngày... qua ngày sau còn bình thường không nữa là xuất huyết bạch tử là bị liệt luôn liệt nữa bên người mà nhà không có bảo hiểm nằm bệnh viện 12 ngày. Trên đó cái này hút ra được không chứ? Không không không, để giờ đang chụp vô luôn. Chụp vô luôn. Chụp luôn tại vì ông ăn gì. Nãy thở giống nhiều lắm. Rồi người nhà tự sửa ống nha. Dạ. Tỉnh mà. Vâng, không biết nhưng mà thở bây giờ thiếu. Đỡ đó. Hồi nãy hầu điện cho mấy chú là nãy có chị y tá và thích tại kia cho đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn nhiều chứ nãy là người run mà lại khó thở mà huyết áp không có trời luôn. Rồi. À, chỉ anh ấy thay thêm bình nữa đi. Vừa gửi đèn bình. Anh nhà có mua lết không? Mua lết có kịp thay được. Kem cũng được. Kem cũng được. Có kỳ cũng được không? Cũng được, được. Thoát ra phải không? Ừ. Dạng như thoát ra như thế này em chỉnh rồi thoát ra. Còn mình chỉnh 300 lít là chỗ nào? À, đây, đây nè. À. 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 Anh đi ăn cố gắng rồi. Tụi chú Tám tối ngày đi làm về cứ coi phim chú Tám xa không à? 3 tháng dịch là cứ ngày nào 24 đến 24 là Tám xa. Bây giờ hồi nãy có cô y tá gọi điện cho lên trên cái đà mà cũng từ thiện này nè rồi cái làm sao đó ấy này cái nọ thôi đã điện đón đất nái rồi lên nó nói gì đó rồi cái con bé nó nói hả thôi giờ coi số điện thoại của mở TV coi chưa chú của chú Tám Sàng điện nặng biết chú vô nữa ai nghe đâu mấy chú tới được rồi chỉnh nhỏ xuống. Ừ, như đó được rồi. Nước không lên. Rồi. Oxy lên lại nè cô. 99 này. Con về cô ơi. Để tôi gửi chút đỉnh tiền xong. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi, không. Không, không, con không lấy đâu. Dạ anh ra làm ra lấy bình oxy vô luôn anh ơi. Rồi đã hỗ trợ 2 bình oxy rồi nha cả nhà, thì anh em sẽ tiếp tục với vị hỏi để hỗ trợ những ca oxy khác. Rồi mời cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình tối đêm nay của hai anh em nha cả nhà. Rồi tiếp theo bữa tối ngày hôm nay cả nhà, thì con với Quyền sẽ đi thêm một cái ca cấp cứu. Thì ca này thì hồi nãy là đã đưa vô bệnh viện 11 rồi, giờ hai anh em sẽ rước về. Thì hồi nãy thì Thánh Liệu với cái nhỏ đã chở từ nhà vào bệnh viện 11 để cấp cứu, thì chắc không có gì nên bệnh viện cho về quá cả nhà. Rồi giờ để mình để Thanh Thiên qua bển coi tình hình như thế nào nha cả nhà. Thank you.
bờ bị gì mà không ai nhận? Bị ung thư nè, ung thư dạ dày nữa, giờ nó giải khối u rồi. Dạ. Để tràn dịch có mổ rồi mổ còn sớm còn tốt, người định về khó khăn. Người trình bày bác sĩ cũng điện thoại qua bên mấy bệnh viện lớn, mấy bệnh viện lớn chuyển không được. Bác sĩ tư vấn là giờ phải mình về nhà, mình gọi mình đi vô trực tiếp thôi. Bây giờ để ngày mai đi về nhà gia đình chuẩn bị đồ sao đó rồi cũng đi vô đó. Giờ về nhà trước. Chứ giờ không có chuyển bệnh viện được nào chứ? Không, bác sĩ tôi gọi mấy bệnh viện mà không nhận. Nói rồi về nhà trước thôi, mà có đi đi trực tiếp thôi. Thế mai rồi chuẩn bị thôi. Rồi anh kéo xe rồi. Từ. Rồi, ra Vĩnh là Vĩnh Phụ anh. Xích lên rồi, tự xích lên được không chú? Dạ. Nhắm lên xíu được chứ? Nhắm lên xíu. Nhắm lên đâu? Lên nổi không? Mình kéo lên đi. Rồi, được rồi. Lấy cầm dây vậy. Chở tay. Tay kẹp lên. Có ai đây cùng người thì chắc là. Rồi để vô đi. Bên xe đi. Anh có về nhà không? Dạ. Em nói nhà mày mang ông về. Kéo vô đi. Dỡ lên luôn á, hai người dỡ được không? Được. Dỡ ra. Rồi giờ hai anh dịnh nữa nha. Dịnh. Rồi. Bẻ băng ca xuống trước đi, bóp băng ca xuống. Từ để bóp nha. Đỡ vịnh nghe, vịnh chắc nha. Bóp, không, bóp cái. Vịnh chắc nha. Bóp đi. Rồi, buông xuống, anh buông ra một xuống từ từ. Rồi, buông xuống từ từ đi. Hạ xuống từ từ.
Rồi. Bên này cái chân này. Bên này cái chân. Rồi. Bây giờ nằm đâu? Nằm đây thì đẩy lên xíu. Rồi. Anh rồi. Sát vô, nắm cái mền sát vô. Sát vô nữa. Sát vô đây nè, sát vô đây nè. Rồi. À, à. Em qua đây không có thứ quá. Anh kia. Anh qua đây đứng nè, qua đây đứng. Ưng ổn rồi đó. Sát cái mền vô, sát vô nữa. Sát ờ đúng rồi, đúng rồi. Rồi vô, lên. Xin chào anh. Dạ, thì rồi. Em bên hội thiện nguyện BDS. Dạ. Thì hồi sớm thì cũng có một chiếc xe. Dạ, đúng rồi. Đưa mình vô bệnh viện. Dạ. Thì không biết sao là mình được đi về vậy anh? Dạ. Bị ba em bị vỡ khối u, bị lủng bao tử, kẹn vậy. Dạ. Rồi bệnh viện 11 có gọi liên hệ với bệnh viện Chợ Rẫy với lại bệnh viện 115 mà người ta không nhận. Ừ. Rồi xong rồi kêu có tư vấn em là ở đây chở trực tiếp vô trọng luôn mới được, mà nhà chưa đủ điều kiện nên ấy. Thì chú tên gì? Dạ Nhàn Tiến Sương. À, mình là gốc Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi. À, thì nhà này là nhà của mình luôn. Dạ. Có được bao nhiêu người anh chị em? Nhà em tới 6 anh chị em luôn. Em vợ em đó. À. Dạ. Thì anh là em thấy mặc bộ đồ này chắc anh tài xế xe công nghệ. Dạ không, cái áo này nãy lạnh quá, ngành của em nó đưa. Ờ thì mình làm công việc gì? Em ở phụ hồ. Phụ hồ. Dạ. Rồi mấy tháng dịch vừa qua thấy tình hình gia đình thế nào anh? Tự nhiên cười. Có sao nói vậy chứ đâu có gì đâu. Khó khăn lắm, không được trợ cấp, không được gì hết á. À. Lúc mà bị Covid á, tổ trưởng qua cho được có 10 cái gạo vậy thôi. Yeah. Dạ. Rồi. Nhà em là bị hết luôn á. Rồi thì sau dịch này mình có đi làm lại chưa? Dạ có, em mới đi làm lại này, đây cũng được 1 tháng rồi. À, làm được 1 tháng rồi. Dạ. Công việc mình cũng ổn định ha. Dạ. Mà ông cũng bấp bênh lắm, ba hồi có ba hồi không. Là dạ. Tính là từ lúc mà bắt đầu đi làm lại á, là tới nay á, dạ. Là được 1 tháng á. Dạ. Tháng cũng tháng hơn thì sao cũng... Rồi anh là con thứ mấy? Em không, em thứ tư. Ờ, còn anh hai là anh người anh nào? Hai là nãy, xong tới anh ba, tới em. Ờ. Dạ. Rồi... Rồi có gia đình hết chưa ta? Có em với anh hai của em có à. Thì nhà bệnh viện người ta dặn sao thì mình làm vậy ha. Dạ. Thì ở đây mình Nguyễn mà mình khó khăn á thì mình làm giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Nha, chú đâu có bảo hiểm rồi trong tao? Dạ không. Không luôn hả? Ờ chú trước lúc bệnh là chú làm cái công việc gì? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm. Dạ. À, bị tai biến nghỉ chạy đây cũng 4 năm. À. 4 5 5 năm rồi. Dạ. Dạ. Bị tai biến rồi xong rồi giờ thì bị phát cái bệnh này nữa. Thì theo mình hoàn cảnh mình vậy đó thì tốt nhất ở nhà mình phải có một cái bảo hiểm. Dạ. Nghe để lỡ mà có bệnh gì đó thì mình cũng có đỡ. Dạ. Rồi vậy rồi thôi em cũng đưa mình rồi ngày mai á mình coi sắp xếp đưa chú đi ha. Dạ. Còn mấy thì điện về bên hội, chỉ cần điện về bên hội thì sẽ có xe qua đưa mình đi nha. Dạ. Ủa mà sao biết số bên hội? Dạ. Anh hai của em gọi á, anh hai của em cũng theo dõi, nhà em cũng theo dõi hoài mà không biết số điện thoại. Dạ. Anh hai của em không biết gì đâu, mọi ra được cái số điện thoại. Dạ. Dạ. Anh hồi lúc đi á anh mười anh thánh liệu á, chở đi. Dạ. Thôi vậy thôi chắc cũng khuya rồi em còn phải về trực nữa. Dạ.
Rồi, xin chào gia đình nha. Dạ, dạ, rồi em cảm ơn hội nhiều. Rồi, đã hoàn thành đưa về nha cả nhà. Hoàn thành rồi, thì giờ hai anh em cũng quay đầu cho dạy hội. Rồi chắc hai anh em cũng kết thúc clip ngày hôm nay cũng 4-5 giờ sáng rồi. Rồi Quyền đang quay đầu xe ra nha. Sao em? Thấy như ca này thì em thấy bệnh cũng ngặt không anh ơi, thấy gia đình cũng khổ quá. Anh nhìn kia thấy 3-6 anh em ghê vậy. Anh kia anh sẽ chạy bơ hay gì mà áo bơ đó anh. Chạy bây giờ sẽ không ngại gì biết đâu. Rồi, chào cả nhà đi, anh em mình chắc tạm thời dừng clip này tại đây. Cũng hướng sáng rồi. Chị con xin chào ông Di, chào bà Di, cái gì Mạnh Thường Quân. Một ngày mới, tươi đẹp, tràn đầy hạnh phúc nha, cái gì dạ. Chào. Chào cả nhà thì mà thì đi nhiều ca rồi, mỗi ca mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi kiểu. Ôi, ai cũng khổ ai hết trơn nào. Rồi 4 giờ sáng rồi, anh em sẽ tạm thời dừng clip tại đây. Hẹn cả nhà một clip khác. Tại 4 giờ sáng của ngày 12 tây rồi. Bây giờ cũng đông đúc chợ rồi. Sư phụ ơi, điện kêu bánh canh trọng ăn. Giờ sư phụ còn đang trực hotline bên đó. Đang trực đợi tài chạy với, chung với mấy anh em luôn. Rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả, quý Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước lúc nào cũng theo dõi hội thiện nguyện, ủng hộ tất cả mấy anh em cũng như sư phụ Apple Sang. Nhớ like và chia sẻ kênh của hội thiện nguyện BDS cũng như kênh của chú Tánh Sang nhiều chuyện, kênh Tánh Sang chẳng sao bấm lầm và kênh của cô Thủy Thủy Cuộc Sống Đời Thường nha cả nhà. Chào cả nhà.